mừng các bạn đến với vòng 4 của chương trình phản ứng bất ngờ mang tên Hương vị tình yêu. Một cái tên vô cùng ngọt ngào. Đúng với tên gọi trò chơi này luôn. Đúng vậy, tại sao lại lựa chọn là sô-cô-la nhỉ? Có ngọt, có bùi, có đắng, có cay. Đúng vậy, và đây là những viên sô-cô-la cay mà chúng tôi nhập từ Mexico về. Được chiết xuất từ bột ớt Mexico, loại bột ớt được đánh giá là cay nhất thế giới. Khuyến cáo là ai trong các bạn mà mình ăn cay được thì mình hãy nên thử cái thử thách này. Và mỗi đội sẽ cử ra một thành viên mà các bạn tin tưởng và cho là ưu tú nhất để có thể lên trải nghiệm cái thử thách này. Và đội còn lại sẽ là đội đoán xem bạn đó ăn cái dĩa nào là dĩa sô-cô-la cay thật. Lưu ý, luật chúng tôi, các bạn phải cắn nửa bé sô-cô-la. Nha, đây là một cái vòng rất là gay cấn và quyết định đó. Đội thú vị, bạn cử ra ai? Dạ thôi, để em xung phong em lên. Tino. Tino. Còn đội không giấu sẽ cử ai ạ? Quy. Ủa? Đâu có hỏi gì em đâu. Không hỏi em, không cần hỏi em. Như vậy là đội thú vị là Tino và đội không giấu là Lương Huy. Dạ. Chúng ta xìm xàm đi nào, ai lên trước? Ủa à, chúng ta lên cùng lúc hả? Quánh tu si. Quánh tu si đi Quy. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi, xin mời Lương Huy. Xin mời Lương Huy lên trước. Lương Huy, em ăn cay được không? Dạ, dạ được, mà ít, từ từ thôi. Ít thôi hả? Dạ ít thôi. Nhiệm vụ của em rất đơn giản. Em lần lượt thử 3 dĩa sô-cô-la này. Mỗi dĩa em sẽ một nét diễn tùy ý của em. Nhưng mà nhớ là nó rất cay. Dạ, dạ. Rồi, xin mời em, dĩa đầu tiên. Cắn thử một miếng. Thôi khỏi, anh ăn rồi. Em mời. Không có mời Quy ơi, em có mời Quy. Dạ, dạ, anh. À, không luôn. Dạ, em ăn. Rồi, được rồi. Mình có thể... Dĩa thứ hai, xin mời. Nửa viên. Viên nha, nửa viên nha. Rồi, mô tả coi như thế nào. Em nên để em nha hai cái. Tội. Tôi tội sao á. Nhớ mẹ, nhớ mẹ. Đây không chơi game đâu. Nhớ mẹ. Tội sợ quá nè. Gia đình tin em. Bé lễ nhẹ nhàng quá. Ừ, nhẹ nhàng quá. Hình như là cái gì nó như là một áng mây á. Nó cho... bay ngang qua. Huy mây. Nào tiếp theo nha. Sao cái nào cay mà không biết người ta. Cắn nửa cái nha. Cắn nửa viên à? Dạ nửa viên. Ừ, như nhau hết thôi. Nhai nhẹ nhàng. Ngon không? Rồi ok, ngon. Hả? Cái gì vậy trời? Bạn này kiểu ăn cay siêu cấp luôn hả? Có một cái chi tiết mà làm cho Tino nghi ngờ nhất là đó là cái bàn thứ hai uống nước nhiều hơn bình thường. Thì Tino lại nghĩ là do cái bàn đầu tiên nó cay, nó dư âm, đến bàn thứ hai nó mới cay hơn thì mới uống nước nhiều hơn. Thì Tino nghĩ là cái viên đầu tiên sao em là... nghĩ là thứ hai nó cay thiệt sao? Đúng không, nhưng mà cay nó phát sinh anh. Cay mà phát sinh, cay là cay liền chứ không cay phát sinh. Mexico đó em, ớt Mexico đó em. Nồng ớt chung Đà Lạt đâu em. Anh ăn ớt Mexico chưa? Chưa em. Ờ tao biết. Nhưng mà nhìn cảm nhận là biết rồi. Thấy cái mặt đi du lịch quá trời kìa. Sĩ Thanh nghĩ là dĩa số 2. Còn Lan Hương? Dạ em nghĩ chắc là số 2. Huy. Phần còn lại của bạn xin mời. Là em phải ăn lại dĩa số 2 hả? Đúng rồi, phần còn lại. Là ăn 2 cục rưỡi phải không? Không, là nửa cục còn lại. Đúng rồi, còn lại á. Nửa cục còn lại á. Khỏi xin em. Có cần xin gì hết. Nó mời á, nó mời. Rồi, sau khi mà Lương Huy ăn cái dĩa số 2 á thì các bạn có giữ nguyên đáp án của mình hay không? Dĩa đáp số 2. Ok, vậy giữ nguyên, tụi em giữ nguyên. Số 2 xong tự tin vậy Thanh. Số 2. Dạ biết. Rồi, vậy xin mời ba bạn sẽ cùng bước lên sân khấu để có thể thưởng thức những cái món sô-cô-la Mexico của chúng tôi. Thôi, nghỉ đi, bỏ đi. Xin mời. Đó, lên đi. Ủa thiệt hả? Thử. 3 2 2 1, xin mời. Cắn nửa viên ạ. Chả cay được á. Về bên đây. Nào. Cái thứ 3. Có cay không? Bên Thanh cay không? Em rồi, cay không? Nhìn mặt Hương có vẻ biến sắc. Bò quá ta. Dạ của em cay hả? Như sao tới cho muốn bò vậy? Dạ đúng rồi, của em là của anh không cay. Rồi, rất là tiếc. Đội của các bạn đã không có phán đoán chính xác trong vòng này cho nên là không ghi về được điểm. Và bây giờ là đến phần trình diễn xuất của các bạn. Tino, xin mời. Xin mời bạn.
Và thưa quý vị, như vậy là ở lượt đoán thứ hai này sẽ là phần trình diễn và diễn xuất của Tino. Nhưng mà các bạn là đội đoán sâu, vì thế các bạn có rất nhiều lợi thế. Nên bây giờ chúng tôi sẽ tạo lợi thế cho đội thi đầu tiên, là Tino sẽ ăn hết một cục sô-cô-la. Wow, sao anh tốt với em vậy? Đó. Bởi vì các bạn có lợi thế phía trước rồi, các bạn được nếm thử vị của nó rồi. Nên các bạn đã chuẩn bị tinh thần để diễn. Chị biết rồi. Với lại chị cũng đã nghe là em có thể ăn cay được. Em mà ăn mì cay 7 cấp độ nhưng chỉ cấp độ 1,5 thôi là hết chịu nổi rồi. 1,5. Chị nghe nói vậy. 1,5 hả? 1,5 thôi. Cấp độ không toan không nổi luôn á. Nhưng nói chung là em thì em không sợ cay, nhưng mà cay quá thì em sợ. Rồi, mỗi lần sẽ là một cục. Hy vọng là em sẽ sống sót qua cái vòng thi này. Dạ thôi, cho em khác người, em uống nước xíu nha. Em uống chứ em ăn nha. Một cục nha. Ăn một cục hơi no. Ăn ba cục lận. Tiểu đường luôn. Thiệt sự. Cục, một cục luôn á. Nhưng ăn hai lần được không anh? Được, cắm cắn hai lần. Ok. Hãy hương vị sô-cô-la đã loan tỏa ra chưa nào. Thưa quý vị, đây là sô-cô-la tươi rất ngon, được làm handmade đàng hoàng, xuất xứ Mexico nào. Đó, tuyệt vời. Gật đầu có nghĩa là ngon đúng không? Ngon đúng không? Ngon, ngon. Gật đầu ngon. Ngon. Em bắt đầu em ăn nha. Ở chiếc chè bển em quên mời. Thôi khỏi đi, mời mọi người cùng ăn với em. Thưởng thức lắm, gương mặt rất là thưởng thức. Wow. Wow. Nào đó, ăn hết nào. Trời ơi, nói cái gì nữa. Không cười xin phép. Rồi sao chương trình này là quảng cáo sô-cô-la về tới tấp luôn á. Trời ơi, nè, bây giờ qua đây ăn quảng cáo nè. Nét diễn ăn quảng cáo nè. Mình diễn sao quảng để mai nè, mình trúng show quảng cáo luôn nè. Đây để ăn cho mọi người coi, mời mọi người nha. Cho nên thì em không dám ăn nữa ta. Ăn lẹ em ơi. Anh đẹp. Trời ơi, anh còn mút. Ăn gì đâu rồi, chục chục vậy trời. Ăn chục chục cái mi nữa chứ trời. Mọi người đừng gây áp lực cho em nữa, em không hết ai mời cục này em đóng sô-cô-la đâu nha. Nó hết ra hình sô-cô-la rồi chị. Ủa? Sao ba cái ăn giống nhau quá vậy? Không không có một cái biểu hiện sắc thái gì mà em mới nói cái này là hên xui mà. Vậy thì đội không dấu của chúng ta có phán đoán gì chưa? Nghi ngờ cái nào không? Cho Huy có kinh nghiệm ăn sô-cô-la rồi, em thấy sao Huy? Em thấy anh Tino ảnh ăn dễ nào cũng giống nhau, khuôn mặt cũng thỏa mãn chứ. Thì em theo thôi, Huy. Em không biết cái này em phải chọn hên xui rồi. Giờ em chọn, em chọn là em chọn bài số 2. Bản số 2? Hà Nhi, em lại không chọn bản số 2. Nhưng mà không biết mọi người có tin em nữa không? Ý là em chọn số mấy, em nói đi. Em thì em sẽ chọn số 1 hoặc số 3, em đang cân nhắc. Còn hai số em thì đương nhiên rồi. Dạ, cân nhắc số 3 kìa. Sốt. Rồi, 3, 2, 1 kêu hết rồi đó, chọn đi. Thôi, nghi ngờ, nghi ngờ trước. Nghi ngờ thì nghi ngờ số 1. Số 1. Vậy yeah, còn Long. Rồi anh chọn luôn số 3 đi. Không, anh chọn số 2. Anh thấy ngược với em. Anh thấy ngược với em. Như vậy đội không giấu đều đổ dồn sự nghi ngờ của mình vào dĩa số 2. Chàng trai, nửa viên. Em nói nửa viên, nửa viên thôi, nửa viên thôi. Hình nút cái chục cái đường. Chắc chưa? Chắc vậy? Chưa? Anh nghi ngờ thôi hay anh chọn luôn anh Long? Nghi ngờ. Nghi ngờ là ăn lại một dĩa lắm luôn. Nghi ngờ rồi ăn lại rồi mới chọn mà. Bây giờ là em ăn là chốt rồi đó. Bởi vì lúc nãy thấy em lại thấy Tino là có cái động tác là chuẩn bị đưa lên tay lên uống thêm lần nữa. Em nghĩ cái đấy là diễn. Bây giờ là chốt chưa luôn hả? Chưa. Bây giờ nghi ngờ. Nghi ngờ hai thì ăn thứ hai. Nửa viên thôi Tino. No đó.
Thì có sợ no hơn sợ cay luôn rồi đó. Rồi, vậy thôi. Đoán đi. Nó ăn có một mặt rồi biết sao đoán. Anh cắn có chút xíu à. Tại vì no anh không có cắn sâu. Uống nước no chứ đâu phải là tại vì uống nước no. Thôi thì số 2 luôn cho rồi ha. Số 2 khán giả ha. Số 2 lộn xộn. Nó hỏi rối hơn luôn á trời. Hỏi khán giả là lựa chọn sai lầm nhất cuộc đời. Từ đầu chương trình tôi đã khuyên các bạn là đến với chương trình này không nên tin hai cả. Số nào nè? 5. Thôi cho 2 người chọn. Cho 2 người chọn. 2 là 2 à. Số 2. Xin mời các bạn cùng lên sân khấu. Các bạn chọn bài ngẫu nhiên như hồi nãy. Rồi. Rồi, xin mời các bạn. Nào, mỗi người một viên á. Mỗi người một viên nha. Một viên. Một xin viên. Mời. Cụm sô cô la nào. Anh cắn cái cục này nè. Rồi, chuẩn bị cùng cái coi. Cùng cái coi. 3 2 1. Yo. Rồi. Trời nó nhớp một nha. Một viên nha. Làm sao? À, như long, nào? Long ca. Mọi người ơi, nhớ xuống miệng chứ đi cười nha, kỳ lắm đó. Long ca thấy sao nào? Cảm giác như thế nào? Ngọt. Ngọt. Ngọt đúng không? Ngọt. Ngọt thịt. Huy. Huy cũng ngọt. Vậy thì còn Hà Nhi, Hồng Hà Nhi. Em đã bảo rồi, số 1 mà. Rất là tiếc. Như vậy là đội không giấu cũng đã không đưa ra được phán đoán chính xác trong vòng này. Đúng như cái tên ban đầu của mình. Không giấu là không thắng. Cái điểm không giấu là không thắng. Và sau 4 vòng, điểm số vẫn không thay đổi. Lần đầu tiên về đội, vẫn nghiêng về đội thú vị. Với điểm số là 1-0. Mày giận mặt như thế. 4 vòng 1-0. Xin mời các bạn hãy ra sân khấu. Xin mời các bạn cùng lên sân khấu. Sao duyên em giờ mới thấy cay rồi.